Rồi hôm nay bạn Vũ ở bên công ty Hoàng Bảo Khoa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách mà thay pin cho cái cục bê đan của Behringer. Đó, đầu tiên là mình dùng một chìa khóa để mình ấn vô cái chốt. Đó, tắt cho nó ra ha. Rồi mình thay cục pin 9V nha. Lấy cái adapter đây rồi. Nó gắn vô thôi. Đó, gắn đúng khớp thì nghe một cái cắt. Đặc biệt là các bạn lưu ý nha, cái gắn pin vào thì đèn nó không có lên, nhưng mà mình phải cắm hai bên vô. Đó, theo lên đèn. Đó, đạp nó lên đèn. Đây đèn, đây đèn sáng nha. Đạp một cái nó lên đèn nha. Rồi tiếp thì nó có hiệu ứng. Rồi đây, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ chuyển qua dùng một cái bộ adapter rồi ở ngoài. Đây, hiệu là Power Plus 9. Các bạn lưu ý nha, nếu mà dùng adapter thì phải dùng cái adapter 9V và có cái dòng là 100mA. Các adapter ở ngoài chưa chắc là nó lên, tại vì cái dòng nó không tới 100mA là nó không lên đâu nha. Đó, đạp lên. Rồi xong. Cảm ơn các bạn.